không theo kịp tốc độ, không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Quốc lộ 51 nói riêng, giao thông đường bộ nói chung trở thành cản lối. Xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu kết nối trực tiếp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tỉnh Đồng Nai. Vì vậy là chỉ đạo cấp thiết của Quốc hội, Chính phủ, cũng là khát vọng mong mỏi từ lâu của hai cực tăng trưởng quan trọng ở vùng Đông Nam Bộ. Đông Nam Bộ đóng góp đến 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, 36% tổng thu ngân sách, 33% GDP. Thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần mức bình quân chung của cả nước. Riêng Bà Rịa Vũng Tàu liên tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, mức đóng góp vào ngân sách quốc gia đứng thứ 3. Có cụm cảng cái mép thị vải là cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế, được chính phủ xác lập là một trong hai cụm cảng đặc biệt quốc gia. Thế nhưng hàng chục năm qua, quốc lộ 51, tuyến đường huyết mạch gần như độc đạo kết nối giữa Bà Rịa Vũng Tàu với các tỉnh thành Đông Nam Bộ và phía Nam trong tình trạng mãn tải và quá tải ngày càng trầm trọng. Bị bóp nghẽn bởi giao thông kết nối, nhiều tiềm năng ưu thế của Bà Rịa Vũng Tàu khó tiếp tục khơi thông và phát huy. Chúng tôi mong muốn những cái tin về hệ thống kết nối từ rất lâu. Khi các cái cơ sở hạ tầng giao thông đó mà được hoàn thành, lúc đó cái mép thị vải mới họ thực sự là hoàn thành được cái vai là cửa ngõ cho kinh tế trong điểm phía Nam. Tiềm năng của Việt Nam hay ở Bà Rịa Vũng Tàu được nhìn thấy rất rõ, nhưng tiếc là giao thông lại phát triển rất chậm nên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Trì trệ của hệ thống giao thông khiến nhà đầu tư không yên tâm. Nếu mà giao thông kết nối đẩy nhanh hơn, tôi tin chắc rằng đầu tư vào Bà Rịa Vũng Tàu sẽ mạnh hơn. Trong khát vọng vươn tầm của Bà Rịa Vũng Tàu, hạ tầng giao thông đường bộ kết nối lâu nay là trăn trở lớn. Trăn trở này, điểm nghẽn này đang được tháo gỡ bằng sự quan tâm từ trung ương, các bộ ngành và sự hợp lực của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2008, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến năm 2019 vẫn chưa xác định được nguồn vốn lẫn phương thức đầu tư khả thi. Tháng 9 năm 2021, Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 theo phương thức đối tác công tư. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trình Quốc hội tháng 5 năm 2022. Cũng theo chủ trương của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội tháng 9 năm 2022, Chính phủ đưa dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu vào danh mục các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phương thức đầu tư PPP chuyển sang đầu tư công. Dự án chia thành 3 dự án thành phần, đoạn từ cao tốc Dầu Dây Long Thành đến Biên Hòa dài 16 km do tỉnh Đồng Nai đầu tư. Đoạn từ cao tốc Dầu Dây Long Thành đi qua sân bay Long Thành tiếp giáp với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 18,2 km do Bộ Giao thông Vận tải đầu tư. Đoạn tiếp giáp tỉnh Đồng Nai đến nút giao quốc lộ 56 tuyến tránh thành phố Bà Rịa dài 19,5 km do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đầu tư. Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1 đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài 19,5 km, 161,01 ha đất phải thu hồi từ 1.364 hộ tổ chức. Đây là dự án có diện tích đất thu hồi lớn nhất từ trước đến nay. Để thu hồi đất, tuyên truyền vận động nhân dân về ý nghĩa mục đích dự án, chính sách bồi thường được xác định là khâu then chốt, nên đây cũng là khâu hợp lực nhiều nhất, bền bỉ nhất. Trong đó, Ban tuyên giáo, Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Hội đoàn thể giữ vai trò nòng cốt. Mạng lưới tuyên truyền viên cũng được xây dựng gồm cán bộ cơ sở am hiểu địa bàn, người có uy tín trong cộng đồng. Trăn trở lắm tại vì đây là cái dự án đầu tiên mà
cái công tác tuyên truyền vận động mà cán bộ cơ sở còn nào giờ chưa làm. Khi mà mình vừa vận động cũng phải tìm hiểu thêm để cái chế độ chính sách như thế nào, để ví dụ những cái gì mà người dân người ta cần, cái nào mình biết mình trả lời liền, không quản ngày đêm. Nói chung là chủ yếu là ban đêm là nhiều, gặp những cái nhà mà người ta chưa đồng ý mình cứ giải thích lần lần riết, rồi có như là cũng qua cũng 7-8 lần đi vậy đó, thì người dân thì nói chung là bây giờ cũng đồng tình hết ráo rồi. Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo triển khai dự án từng cấp cũng thường xuyên khảo sát thực địa, tiếp xúc trực tiếp với các cá nhân, tổ chức, nhất là các trường hợp cá biệt, hoàn cảnh đặc biệt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thứ nhất là cũng mong chú chấp hành để mình thực hiện cái tuyến cao tốc này. Đây là chung, đây là cũng mục tiêu chính trị mà tỉnh đặt ra trong cái đoạn của mình, cái đoạn mà đi qua Bà Rịa Vũng Tàu. Và còn về chính sách á, thì chắc chắn tụi này cũng sẽ cố gắng cân nhắc tính toán để cho nó, để làm sao chú không bị thiệt thòi. Làm thêm giờ, làm cả ngày lẫn đêm, bất kể ngày cuối tuần hay lễ Tết, công suất tăng thêm 70-80% bình thường. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thật sự đã tạo ra guồng quay chưa từng có. Lần đầu tiên triển khai dự án, ban chỉ đạo được thành lập từng cấp với đủ chuyên ngành, lực lượng. Tiến độ triển khai được cập nhật báo cáo từng tuần, mọi vướng mắc bất cập được tháo gỡ đồng bộ. Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan chuyên môn bộ phận liên quan phát huy tối đa. Khối lượng công việc nó lớn hơn bình thường, nó vượt cái sức lao động bình thường hàng ngày của anh em. Do đó là mình phải tập trung cứu chiếu, huy động toàn bộ lực lượng và cái sự quyết tâm. Rồi anh em cũng phải hy sinh những việc riêng, việc gia đình để tập trung để xử lý cái công việc liên quan tới công trình dự án cái cao tốc. Nhờ đó, đến giữa tháng 6 năm 2023, các bước chuẩn bị cho dấu mốc khởi công dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra đều đạt tiến độ, với 90,01% diện tích mặt bằng được bàn giao. Báo cáo tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi dự án ngang qua cho thấy, người dân đồng thuận với chủ trương, hài lòng với tiến độ bồi thường. Ngày xưa nghe nói đền bù thì cũng còn âu lo, không biết là về an sinh xã hội như thế nào, nơi ở mới như thế nào, nhưng mà đợt này không còn lăn tăn một cái gì nữa. Ngày 18 tháng 6, dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cùng với hai dự án trọng điểm khác là đường Vành Đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã được Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng các địa phương tổ chức khởi công. Đảng ta khi xác định một trong ba đột phá chiến lược là đột phá về hạ tầng. Chỗ nào, nơi nào mà phát triển được cái hạ tầng chiến lược này tốt thì tốc độ phát triển rất nhanh. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi hình thành sẽ góp phần quan trọng giải quyết bài toán giao thông liên vùng, phát huy tối đa lợi thế cảng biển nước sâu cái mép Thị Vải, sân bay quốc tế Long Thành, qua đó giúp giao thông được thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, tạo động lực để vùng Đông Tây Nam Bộ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là tuyến cao tốc đầu tiên kết nối tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với Đông Nam Bộ, phá thế độc đạo của tuyến quốc lộ 51 hiện hữu, cũng là tăng kết nối với trung tâm công nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu, cảng cửa ngõ quốc tế. Cùng với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, Phan Thiết Dầu Dây đã hoàn thành, sự đồng bộ của trục cao tốc Bắc Nam phía Đông và hệ thống giao thông kết nối vùng ở điểm hẹn 2025 không chỉ kéo các tỉnh thành phía Nam gần nhau hơn, mà còn góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo động lực không gian rộng mở cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát huy hiệu quả, bền vững những ưu thế, tiềm năng để cất cánh nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.